Thưa quý vị, Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục quay bộ phim Đắc Nhàn Cẩn Chế. Anh làm việc mỗi ngày trong khoảng 10 giờ. Thời tiết Nghi Sương đang rất nóng, có lúc dự báo lên tới 40 độ C. Quá trình quay ngoại cảnh trong những ngày này thực sự rất nóng nực. Ngày hôm qua mùng 6 tháng 8, Tiêu Chiến đã mời cả đoàn uống nước đậu xanh để giải nhiệt. Bất kể là ở đoàn phim nào, Tiêu Chiến đều chu đáo quan tâm tới mọi người. Hiện tại việc bảo mật của phim trường rất tốt và tạo hình mới của Tiêu Chiến chưa bị rò rỉ. Bộ phim dự kiến sẽ ghi hình trong 3 tháng tại Nghi Sương. Ngày 7 tháng 8, Tiêu Chiến sẽ có buổi phát trực tiếp với thương hiệu Hurtech. Tối nay vào lúc 19 giờ 30 phút, Tiêu Chiến, người phát ngôn thương hiệu toàn cầu của Hurtech, mời bạn trải nghiệm công nghệ khăn giấy mới và cùng nhau cải thiện chất lượng. Tôi rất ấn tượng với những buổi phát trực tiếp của anh ấy với nhãn hàng, bởi vì Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc và có trách nhiệm đối với thương hiệu mà mình đại diện. Anh ấy hiểu về sản phẩm và dùng cảm nhận của chính mình để mang nó tới gần hơn với người dùng. Những buổi phát trực tiếp của Tiêu Chiến với nhãn hàng luôn mang tới cảm giác tươi mới, gần gũi và chân thành nhất. Sức mạnh của Tiêu Chiến không chỉ đến từ ngoại hình điển trai mà còn đến từ một bộ não thông minh. Anh ấy luôn có khả năng diễn giải một cách tốt nhất về sản phẩm mà mình đại diện. Sức mạnh của tri thức và ánh sao cùng tồn tại song song trong con người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã xây dựng những cầu nối xuyên suốt các khu vực, ngôn ngữ và văn hóa trên con đường mà anh ấy đang đi. Tôi cho rằng anh ấy là người rất tỉ mỉ và đòi hỏi sự cầu toàn đối với bản thân. Vì sự khắt khe đối với chính mình nên mọi việc mà Tiêu Chiến làm đều đạt tới giới hạn chuẩn mực đặc biệt nhất. Hãy cùng chờ đợi sự xuất hiện của anh ấy vào tối nay trong sự kiện của nhãn hàng nhé!